Được chào các bác, cô chú, anh chị. Hôm nay vào đích thân vào nhà anh Kiện là làm cái video quay mấy cây siêu khủng của anh. Anh đang vật cái này một mình anh. Một mình đánh vật đấy chú ạ. Kinh quá nhỉ. Đúng là nghĩ em không nghĩ tới, dám nghĩ tới mà làm. Mà nghĩ thôi đã không dám nghĩ rồi. Một mình đánh vật đấy. Rồi. Con này bề thế quá nhỉ. Mỗi nhìn trên ảnh cảm giác con tưởng nó bé. Bề thế. Tí nữa anh lấy cái thước anh đo cho em phát nhá, cho anh em mà xem họ nhìn cho nó dễ tưởng tượng. Đấy, nhìn người chỗ người anh ấy. Và biết đấy, như cái này có khi rút dắt cái xe ra tí. Vậy mấy cái chổi này tí nữa anh cứ bỏ bớt đây, quay cho nó nổi. Lúc sáng nay là bị công an chợ nó đuổi đấy đúng không? Chứ không này. Dạo này đi chợ chán quá. Đấy, vẫn nguyên xe trên sáng. Đấy, và quay trời nay rực rỡ. Là cũng làm đá hình quy đấy, hình rùa đấy. Quy xuất động này. Đấy, đầu này, chân này, phần đuôi. Làm rất kỳ công từ xưa, cây này thì chắc là không xác định được tuổi. Mặt nào cũng phê. Kinh ấy. Mặt này đẹp nhỉ, mặt này đẹp đấy. Mặt này là mặt chơi đấy chú. Vâng, mặt này nhìn sướng. Nhìn nó thuận. Cái này có báo giá luôn cho anh em biết không anh? Hay là anh báo giá luôn. Đấy. Là 40 triệu. 40 triệu. Đấy. Này mà cán bộ nào mà yêu được thì thích quá nhỉ. Đưa về nó già. Giờ những cái thể loại này móc được ra ít lắm. Ít. Ít lắm. Tuổi đời mênh mông. Đúng. Đúng chắc là 1m4 à anh? 1m4 cả bên. Ngang là à đấy thước đây. Dài là 2m. Dài 2m. Còn một là 1m4 là 1m4 là từ dưới mặt đá lên rồi. 1m4 là mặt đáy lên. Rồi. Cái chậu này đang là kích thước bao nhiêu đây? Chậu là 1m3. 1m3. 1m2 với lại nhân với 1m3 nhân 2m. 1m3 2m. Rồi. Đấy, sơ bộ thông tin như thế. Cái này mới kể sân thì sướng đời nhỉ. Nhìn. 1m3 1m8. Hàng gọi là hàng hàng khô, hàng lâu năm. Cổ thụ. Cổ thụ thực sự mà lùn đấy chứ, cây là thuộc cỡ lùn đấy. Đó là thằng lùn là cỡ. Đấy, hàng hiện đại đấy. Hơi cao thôi. Đấy. Đấy, xong mà thả nước nữa thì quá đẹp. Nào có điều, ông nào mà đưa về được có điều kiện nhỉ, cho cái hang nó đẹp đẹp nhỉ. Ờ, đấy. Hang mà mét mốt, mét dưới đấy. 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 Chân quỳ trên nước đàng hoàng, bể cổ cũng được. Đấy, xứng. Sạch sẽ nhỉ. Dằm riếc. Chất liệu xanh là xanh gì đây anh? Xanh quê chứ. Xanh quê nhưng mà dăm rất mập. Đấy. Dòng xanh này làm dăm rất sướng. Mập. Phún phún ra này. Đấy. Để sân cái này sướng. Chỉ cần để một cây thôi. À quên, anh cứ đọc cơ số luôn đi. Của anh là 0967. 0967 113 113 Đấy. 0967 113 013. Đúng không? Ừ. Đấy, anh Kiện. Địa chỉ là Hoài Đức. Hoài Đức, Hà Nội. Anh em mà ở xa vẫn ship vô tư. Đấy. Cứ alo là có cây đẹp mang về. Tí nữa còn quay vài cây nữa cả. Đây, đầu rùa đây. Rùa đây. Đấy, nhìn này, cái những cái rễ này ăn vào nhau này, kinh này. Như thế là vắt nước ấy nhỉ. Đấy, như thế vắt vải ấy. Chỉ có già thì mới được như vậy thôi. Đấy. Mặt kia là mặt chơi. Mặt này cũng đẹp. Mặt kia chơi ra hay hơn. Cứ để thôi, thế này thôi chứ anh, chứ cần gì trồng đúng không? Cứ để thế thôi. Đấy. Đấy,
đá này nó giữ kinh. Phê. Phê quá. Đấy, dăm lọc bắt đầu lún cún ra này. Đấy. Đấy, mặt này nhìn nó rộng xương. Giỏi thật, một mình vật. Cho em mà có cả máy móc đầy đủ cho em không chịu. Chào bé cu nhá. Đấy. Bây giờ nay mà trèo nơi chơi sướng nhỉ. Nhỉ. Đấy, trẻ con trèo ra đây vô tư. Quá là trèo rồi chú ạ. Đấy, ngồi chỗ kia sướng lắm. Đấy, bước một chị này nhìn thành vách kinh rồi, đúng là làng. Quá đẹp. Vâng, đấy. Bác này là chơi ngày xưa là cũng chơi kiểu hiện đại sớm ấy. Cắt giật sớm. Chứ không loe ngoe như các cụ đa số. Mà cũng theo đuổi cắt giật từ sớm thì mới nấu mới được như này. Chứ mà để mà cái lối bây giờ chơi thì nó chỉ được vài năm gần đây thôi. Bác này bác ý, chủ cụ bác ý theo đuổi phong cách hiện đại này là từ sớm đấy, dù vẫn giữ những cái nét truyền thống như là đá vào rùa và vách làn đấy. Vừa hiện đại là vừa truyền thống, rất đẹp. Cây cỡ thuộc cỡ lùn, bóng rất rộng, đúng bóng làn rất rộng lùn. Tình cây không khoảng đấy. 90 phân. Đấy, nhưng mà từ cái mặt bệ mà ôm đá lên thì đúng chỉ 90 phân. Đấy, từ đây. Đấy. Đấy, còn tính cả đá thì nó 1m4. Nhấc thế có xoay chuyển gì không anh? Không nhấc được rồi. Không, ý em là cái du du nó có di chuyển gì không? Chắc không. À đấy, cũng là vẫn được. Vẫn có tí đụng động, đụng đậy. Cặp cây. Đấy. Đấy, nhìn cái mặt này sướng thế, rất cân cây nhỉ, rất cân cây. Phê quá, bảo 40 triệu mà tính ra làm bao nhiêu năm tháng là thì chẳng có đồng nào công nào anh nhỉ. Tính tiền nước. Và chẳng bằng một cái cục nhỏ nhỏ bây giờ, mà lại cứ đi cướp nhau, chẳng biết thế nào mà lần. Cái đẹp như này, bác nào có sân thì nên cố gắng đưa về. Vậy nó thực tế là cái giá trị của cây nó ở nhiều yếu tố như là tuổi, dáng dấp. Tuổi thì không thể nào mà mua được bằng tiền, mà phải có năm tháng. Có năm tháng rồi thì mới bỏ tiền ra mua được chứ. Bây giờ muốn nó già ngay thì không có. Chỉ có những cây cổ thì nó mới có độ tuổi như vậy. Cây cổ nó già theo năm tháng. Và... chứ không phải là già. Chứ bây giờ có nhiều tiền chẳng mua, nhưng mà muốn những cái cục kia nó có tuổi như này thì lấy đâu ra? Phải kế thừa những cây cổ như này thì mới được. Đấy, nhìn này, nhìn cái những cái vai chia này, cục kịch, rất sạch, cục kịch. Đấy, thấy ảnh đẹp quá phải phi vào ngay. Đẹp. Đấy, này chia vai biết rất cân, vai nào cũng rất cân. Không bị cái nào lép cả. Vai là rõ ràng. Đấy. Rõ ràng sạch sẽ. Đấy. Rồi. Alo. Đang ở nhà. Đấy. Con này thì vẫn nguyên trên xe đây. Sáng ngày báo là 8 nhỉ, đúng không anh nhỉ? 8 nhỉ? Có phải 8 triệu đấy. Còn hàng êm du thì ở đây. Nhưng mà đẳng cấp thì phải chơi con kia. Còn con này thì cho bác nào bình dân. Mà rất đẹp, hoàn thiện rồi. Được chơi. Chân vệ đây. Đâu có đơn giản đâu. Chân vệ đây. Tay bông đầy đủ hết rồi. Đúng dòng răm mập đây. Dòng xanh có quả đây. Xanh có quả đây. Đấy. Cây làng này nó có quả, nhiều quả. Cây này cũng nhiều quả. Cây này nhìn nước răm này là rất nhiều quả. Lá nhiều quả đấy. Nó còn sắc hết cả cây. Đấy. Bỏ sau một mâm quả ấy mà nó lên thì rũ rượi. Rụng rời nổ nốt.
Đấy. Sướng ở chỗ đấy. Đã làng mà lại có quả, tuyệt vời. Đấy, còn cây bên này thì hoành tráng quá, đang chờ người yêu đây. Cây đấy là đi rồi. À, đi rồi à? Có chỗ rồi. Ừ, hay quá. Tưởng chưa đi. Đấy, thế thì thôi, cây này thì chỉ biết là đang vẫn còn ở đây thôi chứ còn đi rồi. Hoành tráng quá đi chứ. Đây, còn con này thì như nào anh? Con này là có chủ rồi chú. Cũng có chủ rồi. Đây, nó tóm lại là còn hai con, một con khủng với một con cỡ nhỏ nhỏ vừa vừa kia. Con này có chủ rồi. Đấy, lại có điện thoại. Alo. Ừ. Ui bố mẹ, đang dịch bệnh lắm em ạ, anh không đi du lịch ở đâu đâu. Miễn phí đi châu Âu gì? Miễn phí đi châu Âu à? À thế à? Thế nhưng mà bây giờ ai, nhưng mà ai cho anh tiền từ đây sang đấy bây giờ? Nhưng mà anh bán bao nhiêu lúa để đủ tiền từ đây sang đấy? Thế bảo là bây giờ anh cấy bao nhiêu vụ lúa cho đủ tiền để sang đấy? Hay là em đổi cái tiền phòng ấy cho anh đi, xong rồi anh để anh đầu tư vào lúa xong rồi anh lại đi sang. Anh á, anh chỉ đi ngoài ra nước ấy, chưa đi ra nước nào cả. Trong nước anh chỉ loanh quanh ở quê thôi, chẳng biết đi đâu. Loanh quanh ruộng đồng mà em. À thế à? Ôi, anh ở tận Sơn La mà ra thủ đô, mong muốn một lần ra thủ đô cũng chưa được đi. Muốn đi thăm Lăng Bác còn chưa được, chỉ có nhìn qua tivi thôi. Đã đi bao giờ đâu mà biết. Chắc nó phải tầm mấy trăm cây số. Ôi, thế hay quá. Thế. Cảm ơn người phương xa nhé. Rồi. Giời ơi. Đấy, tào lao tí cho vui. Ôi giời. Đấy, cây đẹp ấy. Không phải là khen bừa ông chủ đâu, nhưng mà cây đẹp. Đẹp là nói là đẹp. Chứ còn giá trị các bác thì ai thấy hợp túi tiền mà thấy ưng thì alo lấy. Đấy, alo anh Kiện nhé. Ship mọi miền Tổ quốc. Ship ra nước ngoài cũng được. Hoặc là ai đến ở gần Hà Nội thì muốn đến thăm trực tiếp thì xem thì đến alo số đấy và vào chỗ Hoài Đức, Hà Nội nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào bác chủ nhá. Rồi, chào. Rồi. Vâng.